Hai năm nay không sao hết, về Việt Nam cái dính chưởng liền. Về đây được tháng là tôi ở nhà hết 3 tuần rồi. Trưa nắng chang chang làm biến gì đâu. Ủa không lẽ không đi ra đường thiệt hả? Thôi chắc ra đường làm nhẹ cốc cà phê. Tèo 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 tèo. Tèo 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 tèo. Uống xong cái đống thuốc này là tôi được trục vớt từ cái sự tận cùng của mệt mỏi, trở về với cuộc sống bình thường. Ủa không, ý là tỉnh táo thôi chứ tôi còn cách ly ở nhà. Trời ơi, công nhận bị mệt quá trời quá đất à. Hay thiệt chứ mẹ tôi đi mua bịch thuốc đang sốt cao mà uống vô một cái xong mà về trái tim tôi băng giá luôn. Bởi vậy mẹ tôi cho thêm một cái bình nấu nước nóng nữa. Ở cả tự nấu nước nóng uống nha con, xong tự làm nước tỏi uống luôn, xong rồi tự xông tỏi luôn. Bonus tặng thêm một cái miếng nước rửa chén. Mỗi bữa ăn xong là tự dọn chén vô toilet rồi rửa. Tôi cũng không quen rửa chén trong toilet lắm nhưng mà bây giờ quen luôn rồi. Cảm giác giống như đi ở trọ vậy đó. Tôi mà nấu ăn nữa trong phòng là y chang luôn. Nó hơi khác với lúc mà tôi còn ở bên Úc. Tại nhà thuê bên kia là thường là xài bếp chung. Mà công nhận tới bây giờ đi tắm với tôi cũng ác mộng. Nhìn cái đống tóc này không biết là tôi bị Covid hay là còn có bị cái gì khác không. Trời ơi, chẳng lẽ đọc One Punch Man dữ quá bây giờ thành sự thật trời. Nam mô A Di Đà Phật, trời đất ơi, tóc con đừng có rụng nữa. Ngoài ra thì tôi ăn uống ngon miệng, ăn thêm trái cây, súc miệng, khò nước, rửa mũi sạch sẽ là trở thành F0 vui vẻ liền. Trời đất ơi, nắng quá hết vui. Covid Việt Nam nó mạnh mà thuốc nó cũng mạnh nữa. Nay tôi kể cho mọi người nghe ngày làm việc của F0 nha. Tôi chưa uống nước chứ mấy cây nó phải uống nước trước tôi rồi. Xong rồi tôi đi dọn dẹp tàn tích từ đêm qua để lại. Trời đất ơi, giả man ghê không? Tóc tôi mà nó rụng giống như lông chó vậy đó. Dịu ra lấy cơm nè. Dạ. Ủa cơm đâu mẹ này nuôi mà. Ăn xong rồi tới cử uống thuốc. Hên là đợt này bị Việt Nam cho nên tôi uống thuốc Việt Nam. Hôm trước tôi mệt muốn nhập viện luôn mà uống mới có 1 liều thuốc. Bữa sau tôi tưởng là tôi hết bệnh. Rồi giờ mình làm video. Con hả, nghe nó sắp về Việt Nam phải không? Về đây còn có thêm cái đặc sản này nữa. Xong rồi ăn uống nước quá trời quá đất. Sau cái vụ này tôi không dám lên cân lại luôn. Có khi đầu mình không biết thì tim mình lại không đau. Ủa sao cái trần nhà mình nó trắng dữ ta. Đâu để tôi đi dạo online có gì mua không. Hay mình có nên lén ra ngoài đi coi phim không ta. Không được rồi, tôi đi học bài để tránh cho suy nghĩ bậy bạ. Học thì cũng chữa được chữa mất thôi nhưng mà cho nó nhanh buồn ngủ. Rồi xong tắt đèn đi ngủ mai tính tiếp.